Alo, chào mừng quý đậu hũ đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel. Ở video trước á, thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cái MySQL, sơ bộ về MySQL, BigQuery, và cái cách để connect dùng cái BigQuery để connect với cái MySQL của mình. Thì đó chỉ mới connect thôi, mình chưa làm gì với cái database của mình hết. Thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ lược qua cái cách để mà mình define một cái model để mà mình có thể làm việc với cái BigQuery và cái MySQL của mình. Thì cái ORM nó chính là cái cách để mà mình có thể xử lý cái database của mình theo cái hướng object, nên chứ không phải là theo cái hướng gọi là row column giống như là căn bản bình thường, mà nó hoàn toàn nó xử lý về mặt cái interface mình thấy là hoàn toàn xử lý dựa trên cái object. Thì bởi vì vậy mà mình phải define cái model để mà mình có thể là được làm việc với nó. Thì để mà define cái model thì mình phải hiểu được cái naming convention của nó ha. Cái naming convention default của thằng 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 BigQuery này thì là ví dụ như các bạn đặt cái tên gọi là all user đây, chữ A viết hoa và chữ U viết hoa, thì khi mà xuống ở dưới cái database nó sẽ chuyển thành là chữ O viết thường, gạch đích và chữ U viết thường ha. Rồi nếu mà bạn có gạch đích ở cái tên ở này define trong Go á, define cái tên biến cái tên property ở trong Go á, mà bạn define viết hoa như này thì nó sẽ thành là viết thường như vậy và có gạch đích ở giữa cái từ viết hoa ở giữa. Còn nếu mà bạn cái property của bạn mà có cái gạch dấu gạch đó, thì nó sẽ chuyển đó, thì theo quy luật tương tự phía trên thôi, chữ U nó cũng sẽ là thành gạch đích cái U và thêm cái dấu gạch bạn define đây nữa đó, và tương tự có nghĩa là nó sẽ tự động nó sẽ chuyển về cái convention này nếu như mình không có định nghĩa thủ công cái tên của cái phần của cái hand đó ha, cái tên của column đó, nếu mình không không có định nghĩa thì nó sẽ là default, nó đi theo cái default, nó đi theo cái convention đó ha. Tất nhiên là mình sẽ có thể là mình sẽ định nghĩa được cái tên của cái column, ví dụ như mình sử dụng cái column nè thay vì cái name, cái property là name, cái dữ liệu là string, thì nếu như để bình thường mình không define thì nó sẽ là chữ name mà chữ n viết thường ở trong cái DB, thì mình sử dụng cái từ khóa là column à, thì mình sẽ thay đổi được cái column name ở trong cái database của mình. Ví dụ trong trường hợp này nó ví dụ là cái name nó đổi lại thành là username ha. Thì nó có nhiều cái từ khóa để nhiều cái gì ta, cái này gọi là cái key hay là cái thuộc tính gì đó để mà cái setting, đúng không? Cái setting để mà mình có thể config cho cái property Go của mình để mình xử lý ở trong DB. Ví dụ như auto auto này thì nó sẽ tự động nó chỉ chấp nhận cho những cái field là số số integer này, nó có nghĩa là nó là có cái nó tự động tăng ở trong cái DB của mình không cần phải set vô cho nó tự động nó tăng. Và nếu như trong trong lúc mình define cái model của mình á, mà mình không có định nghĩa cái field nào là primary key thì nó sẽ tự động nó sử dụng cái field auto này làm primary key nè. Rồi ngoài ra thì có null, nghĩa là cho phép default của nó là not null ha. Nhưng mà nếu mà bạn cho phép nó null thì bạn sẽ có allow null bằng cách là bạn thêm cái từ null vào, và nó cho phép bạn phân cách giữa những cái setting khác nhau bằng cái dấu chấm phẩy, nghĩa là một cái property bạn có thể có nhiều cái setting. Index có nghĩa là bạn đánh index cho một field, unique cũng vậy, là nghĩa là cái một field đó phải unique. Size là kích thước của cái string, của cái varchar đó. Rồi, auto now, auto add có nghĩa là
Auto-now nghĩa là khi mà bạn bạn ghi nó xuống DB thì nó sẽ tự động nó lấy cái thời gian hiện tại. Cái thời gian hiện tại nó update vào. Còn auto auto-now add có nghĩa là khi mà bạn ghi xuống, insert xuống đó, thì nó sẽ lấy thời gian hiện tại. Thì hai cái field này, một cái là relay, relay thì là auto add now nghĩa là khi mà nó được ghi xuống, còn update có nghĩa là auto now nghĩa là khi mà nó có thay đổi, có update thì nó sẽ đấy, nó sẽ tự động nó cập nhật hai cái field này, cái field update tịch này mà mình không cần phải đụng chạm gì tới nó cả ha. Ngoài ra nó có những cái field default này, rồi thêm những cái description comment này, kiểu đó. Ngoài ra thì nó cũng có định nghĩa cái kiểu dữ liệu quan hệ, có nghĩa là user thì profile này đó, rồi một nhiều nhiều một gì đó, thì tùy cái nhu cầu các bạn mà các bạn sẽ sử dụng những cái setting cho nó chính xác. Nè, ở đây thì mình sẽ giới thiệu một cái cách sử dụng nó đơn giản thôi, không có cầu kỳ phức tạp. Rồi thì tất cả những cái này nó nằm ở trong cái model definition của trong cái document của Beagle ha, document của Beagle, cái chỗ model model definition, thì các bạn có thể lên đây các bạn tham khảo. Và trong cái slide của mình thì mình cũng có liệt kê ra một vài cái đấy cho các bạn có thể là đọc cho nó dễ ha. Thì bây giờ mình quay trở lại cái bài của mình, lại cái bài này của mình ha. Hiện tại là mình chỉ mới gọi là connect vào DB và cái gọi là cái GRPC service của mình chưa có gì cả, thì tạm thời mình gác qua một bên cái GRPC service của mình đi. Khi nào mình xong cái vụ làm việc với cái ORM của mình á thì mình sẽ nói chuyện tiếp với cái GRPC service của mình ha. Bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái file model để mà mình có thể là làm việc với cái model của mình ha. Thì cứ cho nó là bucket main luôn đi. Rồi mình cũng định nghĩa một cái struct rất là bình thường thôi. Ví dụ như mình đã tạo một cái DB là contact rồi đúng không? Thì bây giờ nó là một cái contact info đi ha. Nó chỉ là một cái struct bình thường thôi. Đó. Nhưng mà trong cái struct này thì nó sẽ có cái field là ID. Kiểu dữ liệu của nó sẽ là in tùy theo cái độ lớn, mình ví dụ như mình muốn thích là in 64. Và bây giờ mình sẽ define cái key ORM cho nó ha, cái setting ORM cho nó bằng cái dấu huyền ha. Thì bạn sẽ gõ là ORM 2 chấm, cái mở cái dấu ngoặc kép ra và mình điền cái setting vào, ví dụ như là ORM auto đấy. Thì khi mà điền vào đây thì nó sẽ báo là cái này là cái do cái của mình nó báo là cái ID, thì nó xuất là ID. Nhưng mà nếu mà mình đặt ID như thế này á, thì nó sẽ thành là vậy nè, ID như vậy thì vô trong cái DB nó rất là kỳ ha, nên là mình phải tuân thủ cái naming convention của cái thằng thằng ôm đi. Mình không cần phải define một cái column chia cho nó phức tạp, cho nó dài dòng ha. Thì cái contact của mình thường thường giống như là cái danh bạ điện thoại đi, thì nó phải có cái phone đúng không? Phone number thì nó là string, nó không phải là số, nó có thể là cộng 84 hoặc là 09 mấy, bạn để là số thì nó sẽ bị mất số 0 ở đằng trước. Đó, thì nó là string và mình sẽ define cái size của nó ha.
Ví dụ như một cái số điện thoại thì tối đa nó là bao nhiêu cái tự ta? Mình cho tối đa là khoảng 10, 11 ha, 13, mình cho 15 cái tự đi. Và nó là primary key. Nghĩa là cái phone number là khóa chính. Trong danh bạ điện thoại thì chỉ có một cái số điện thoại nó là khóa chính thôi, nó là unique thôi. Không? Và cái nữa là cái name đi. Nè. Cái name nó cũng là string. Nếu mà các bạn để string không như thế này nè thì default của nó sẽ là varchar 255. Còn nếu các bạn define cái size của nó thì nó sẽ dựa theo cái size này. Rồi, ví dụ như cái tên của mình thì mình muốn cho nó là cái size của nó, cái tên thường thường nó dài không ta? Tên thường thường nó varchar 255 đủ không? Hay là cho nó là 300, 400. Này, muốn cho nhiều cho ha. Hoặc là mình để default là 255. Rồi, ok, nếu nó dài hơn 255 nó mình search được coi như xong. Thì mà để mà cái nó có thể hiểu được cái contact info á, cái thằng ôm nó có thể hiểu được cái contact info á, thì bắt buộc mình phải register, register cái model ha, register cái model của mình là mình new cái contact info, mình phải register cái model này thì thằng ôm nó mới hiểu đó. Rồi. Bây giờ nhưng mà cái vấn đề là cái contact info này mình đã define rồi nhưng mà ở trong cái table, ở trong cái database contact của mình nó chưa hề có cái table nào gọi là cái table contact info cả. Thì bây giờ nó thằng thằng ôm này nó có cái tool mạnh mẽ tới mức độ là nó sẽ tự động generate cái table mà mình đã đăng ký với nó nếu chưa có, và thậm chí là nó migrate DB cho mình luôn, có nghĩa là trong trường hợp mà các bạn thêm một cái field nào đó vào trong cái model của bạn thì nó sẽ tự động nó thêm một cái column vào trong cái table hiện có luôn đó, là bằng chỉ bằng một câu lệnh thôi, đó là câu lệnh rm.run syndb. Syndb này, cái name này chính là cái tên alias của cái DB ha, và ở đây mình sẽ là default nên mình không có alias gì cả. For, for ở đây có nghĩa là nếu mà mình for bằng true á thì nó sẽ drop cái table cũ và tạo ra một cái table mới. Ha. Còn đây mình phạt bằng fail, nghĩa là tôi không muốn drop table cũ, tôi chỉ muốn migrate nó thôi. Verbose có nghĩa là lock. Có muốn nó in lock này kia ra cho mình hay không ha. Rồi. Mình có muốn nó in lock gì đó cho mình hay không? Rồi sau đó là nếu mà mình chạy run DB này mà nó error thì mình lock panic ha, là run migrate DB error, ngược lại là coi như nó chạy thành công. Và bây giờ thì cái mình đã đăng ký cái model của mình vào cái ORM rồi. Thì trong này hiện tại để mà chạy được thì mình phải sửa lại ha. Là mình phải thêm cả server xịt model.go. Tại vì hiện tại là nó chạy hai file. Nó có hai file. Bucket main mình nó có hai file thì mình phải khai báo hai file vào đây. Được chưa? Rồi,
Bây giờ hy vọng là nó sẽ chạy được ha, hy vọng là nó sẽ chạy đúng. Ok rồi, mình sẽ chạy lại cái lệnh là macron server của mình và hy vọng là nó sẽ chạy được nha. Model no model found, need register your model. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ chạy cái lệnh này ở đây luôn. Register database xong thì mình sẽ register model. Nó báo nè, một cái model thì chỉ nên có một cái primary key thôi. Vậy có nghĩa là cái auto này nó đang chính là cái primary key ha, thì mình sẽ không cần nó nữa. Hoặc là mình sẽ không để anh này làm primary key nữa ha. Bây giờ mình demo mà, thôi mình cứ để nhiều field nhìn cho nó đẹp. Đó. Rồi, mình chạy lại. Rồi, nó báo là connect DB success và cái service mình đã chạy được. Có nghĩa là cái code mình bây giờ nó đúng rồi nha. Nghĩa là mình làm cho các bạn thấy là mình vẫn xảy ra error, mình giải quyết từ từ chứ không phải là thần thánh gì code một lần là nó chạy được ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra coi cái lệnh mà gọi là run sync DB này nó có tạo được cho mình đúng cái table của mình muốn hay là không nha. Rồi. Mình refresh lại. Thì bây giờ cái table mình nó đã có cái table là cái database của mình đã có cái table là contact info và cái contact info mình đây nè, các bạn có thấy không? Sợ nhỏ các bạn thấy thì nó có ba cái column ID, đó là một cái big in và auto entry và nó là primary key luôn ha. Phone number thì nó là Vacha 15 và cái name của mình là Vacha 255. Rồi, đúng như cái định nghĩa của mình luôn là auto entry Vacha 15 và cái này không định nghĩa gì hết thì default nó là 255. Đó. Đó. Cái sự gọi là powerful của cái anh gọi là ORM này ở chỗ này, nó tự động nó tạo ra cái table. Rồi nếu như trong trường hợp mình chưa có vậy thì còn trong trường hợp mình migrate thì sao? Ví dụ như trong trường hợp này cái contact info của mình thêm cả cái address vào ha. Và cái address của mình muốn là một cái test gì đó rất dài, muốn có một cái test rất dài, mình coi nó có cái field gì đó mà cái type gì đó mà nó support cho mình cái test dài hay không. Đó. Đây thì nó hỗ trợ cho mình cái type là test, này có nghĩa là long test, có nghĩa là mình có thể là set vào đó một cái đoạn test rất là dài. Tôi biết là tôi giống như tôi bị cày lâm, hiểu không? Đúng chưa? Có đúng theo nó nói chưa? String thì nó sẽ là sai là test ha. Thì nó sẽ là long test. Rồi, thì bây giờ hy vọng là một lần nữa hy vọng là nó sẽ chạy đúng. Giờ tôi tắt đi. Clear ha. Rồi tôi chạy lại. Hy vọng là nó sẽ chạy đúng. Còn nếu sai thì mình sửa. Rồi nó vẫn chạy được. Rồi bây giờ mình vào cái DB của mình xem. Mình refresh. Rồi đây, bây giờ nó ra cái address của mình đây nè.
có cách nào để cho mấy ông có thể view trên đây không? Đây. Nó bây giờ nó có 4 column và cái column address này nó đang là long test đây, thấy chưa? Đó, vậy là cái hàm run division của mình nó đã chạy được và nó chạy rất là đúng ha. Và một cái lưu ý nhỏ là run division này nó chỉ có thể tự tạo table và tự thêm field vào cho mình. Nhưng nếu trong trường hợp các bạn gọi là các bạn xóa đi một field thì nó không có cách nào nó remove cái column đó cho các bạn. Đây, trong trường hợp này bây giờ mình comment lại rồi mình chạy à, nó vẫn chạy được nè, đúng chưa? Nhưng mà mình vào đây, các bạn vào đây, các bạn refresh lại đấy, các bạn refresh cái DB của bạn lại thì cái field address nó vẫn còn đây ha. Trừ khi các bạn chạy cái lệnh for này bằng true. Rồi, chạy cái lệnh for bằng true, tôi nó update lại cái lệnh for bằng true rồi nè. Chạy lệnh for bằng true thì giống như nãy mình nói á, khi mà mình for thì nó sẽ crop cái table đó và nó tạo ra một cái table mới, đúng không? Lý thuyết trên lớp của mình là nó nói vậy, mình không biết thực tế nó có chạy đúng hay không thì mình cứ thử đã. Rồi, nó chạy xong rồi, mình refresh lại. Đấy, thì bây giờ nó đã drop cái table và nó tạo lại cho mình cái table mới chỉ có 3 field thôi. Thấy chưa? Thì cái lớp của mình nó nói đúng ha. Nhưng mà trong trường hợp thực tế thì mình sẽ không có muốn làm cái chuyện này, tại vì data mình đang có nhiều mà tự nhiên cái drop cái table cái là mất hết data của tôi sao được, đúng không? Thì nó mình sẽ để lại và mình chạy lại một lần nữa. Và mình refresh cái DB của mình một lần nữa để mình thấy được là nó đã có 4 field, cái là auto entry, phone number, name và address ha, với cái ID chính là auto entry và primary key. Vậy thì coi như là mình đã có thể mình đăng ký được một cái gọi là model và tương tác một cách rất là đơn giản nhất với là một cái mapping từ cái model thành một cái table ở trong cái database, và mình có thể chạy được cái MyRay database ha. Thì ở cái video kế tiếp thì mình sẽ tiếp tục mình hướng dẫn cách mà gọi là đọc ghi update delete gì đó với cái model của mình ha, và tương tác với cái database. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu thấy hay thì nhớ comment, like và subscribe cho mình nha. Em rất cần các bạn subscribe cho mình ấy. Cảm ơn rất là nhiều.